Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia biển trong khu vực. Những lợi thế vốn có từ biển đã đem lại nguồn lợi lớn cho phát triển kinh tế. Nhưng để phát triển kinh tế biển và giữ gìn chủ quyền biển đảo, thì sự hiện diện của trên 1 triệu ngư dân đang sinh sống và lao động trên biển hải đảo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ cần và xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm, ít nhất là về mặt y tế. Nhưng mà có một thực tế rất là đáng buồn, đó là ở Việt Nam thì chưa hình thành được mạng lưới y tế biển đảo. Ngoài những khó khăn về cơ sở vật chất, về trang thiết bị y tế tại biển đảo thì nguồn nhân lực y tế biển của chúng ta cũng chưa có được nhiều nghiên cứu chuyên sâu cho những lĩnh vực này. Và những ghi nhận dưới đây sẽ phần nào cho thấy y học biển đang thực sự chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Một cuộc lặn tìm kiếm nguồn cá bắt đầu trong một chuyến hải trình của tàu HB0689. Với người thanh niên này, lặn đã trở thành một công việc thường xuyên và thậm chí còn đơn giản hơn cả môn thể thao lặn biển. Chỉ cần kính và ống thở, anh có thể xuống tới độ sâu 5 mét, thậm chí là hơn thế. Đi biển theo anh em chứ không học qua một lớp chuyên sâu nào cả, và cũng lặn theo cảm tính thôi. Lặn theo cảm tính là cách không chỉ anh Nam mà nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ vẫn làm trong mỗi chuyến ra khơi. Đã có không ít những ca cấp cứu do tai biến lặn biển, đa phần họ đều phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Thứ nhất là người ta lặn, người ta không có kỹ thuật. Người ta không kỹ thuật nhiều khi là do người ta có thể là không biết. Thứ hai nữa, người ta biết nó không đầy đủ. Đấy, không có thể là không đầy đủ nên là khi mà cái nguyên tắc của cái giảm áp thì người ta không nắm được. Thành tựu lớn nhất của nghiên cứu và phát triển chuyên ngành y học biển hàng chục năm qua có lẽ phải kể đến sự ra đời và hoạt động của Trung tâm Y học dưới nước và oxy cao áp thuộc Viện Y học Biển Việt Nam. Đây là trung tâm duy nhất cả nước chuyên cấp cứu và điều trị cho những ngư dân bị tai biến trong quá trình lặn biển. Là đối tượng của thợ lặn, đó là những cái đối tượng mà cần điều trị oxy cao áp tuyệt đối. Chỉ có oxy cao áp mới có thể điều trị oxy cao áp mới có thể phục hồi cấp cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện chỉ có rất ít ngư dân tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ có điều kiện tiếp cận công nghệ điều trị cấp cứu mới này. Còn hàng trăm nghìn lao động khác tập trung ở những khu vực miền Trung và phía Nam, họ sẽ khó có cơ hội được điều trị nếu mắc phải bệnh giảm áp, một bệnh rất đặc trưng của ngư dân vùng biển. Đẩy mạnh cái phát triển nghiên cứu về chuyên môn y học biển, những cái bệnh lý đặc thù, những cái tai nạn đặc thù thì chúng ta mới có thể giúp cho việc cứu chữa không phải chỉ cho những người lao động biển, cho nhân dân trên đảo mà có thể cho cả các chiến sĩ vân vân. Viện Y học Biển Việt Nam, đơn vị chuyên nghiên cứu, đào tạo nhân lực chuyên ngành y học biển. Sau gần 14 năm thành lập, viện đã có ngót 100 công trình nghiên cứu về môi trường, điều kiện sống và lao động trên biển, đảo và sự phát sinh các bệnh lý đặc thù ở khu vực này. Tức là ngoài những cái bệnh thông thường ra thì nó có những bệnh liên quan đến vấn đề dinh dưỡng do người ta phải đi biển dài ngày, hoặc là những vấn đề liên quan đến quá trình các bệnh về chuyển hóa và một số những cái bệnh lý về tai nạn nghề nghiệp. Nhưng những nghiên cứu này ở một mức độ nào đó là chưa đủ chuyên sâu đối với một đất nước có tiềm năng về biển như Việt Nam. Chúng ta vẫn còn quá nhiều việc cần làm. Một trong số đó là thực hiện tốt các ca cấp cứu đặc trưng của biển, kiểu như là giảm áp.